Lúc bấy giờ, Sở Vương Triều Hoàng đế Hạng Quảng cầm bức mật thư trong tay, không nén được kích động. Trời đã giúp ta rồi, trời đã giúp ta thật rồi, thật là quá tốt, quá tốt. Bây giờ nam tử Mũi Ưng bên cạnh như rất cao hứng, đã đến lúc tiêu diệt họ Tần, chứng tỏ với thiên hạ, hoàng thượng mới chính là chân mệnh thiên tử. Hạng Quảng đột nhiên ý khí dâng cao. Tần Đức ơi là Tần Đức, ngươi cả đời thông minh, lại mấy lần muốn cướp đoạt vật trên tay ta, cuối cùng đem cơ nghiệp mấy trăm năm của Tần gia nhà ngươi hủy đi mất rồi. Nếu khi bình thường, Hạng Quảng không đủ can đảm để phát động chiến tranh. Nói cho cùng, quân đội Tần gia không ít. Hơn nữa, quân đội đã nhiều năm thao luyện tại Hồng Hoang biên cảnh. Ba đại gia tộc còn lại chẳng thể so bì được. Hoàng thượng, từ lần Tần Đức cùng với Trấn Bắc Vương bí mật hội ngộ, Tần Đức xuất động 30 vạn quân vượt qua lãnh thổ Trấn Bắc Vương tới công kích chúng ta. 30 vạn đại quân, ngài nói, Trấn Bắc Vương sẽ thắng hay là quân đội Tần Đức đả bại đây? Quân đội của Tần Đức thực lực khẳng định là rất mạnh. Nam tử Bụi Ưng lại nói, thì ra đạo mật thư do chính thượng quan Hồng đã phái người mang tới, nội dung có giải thích việc cùng với Tần Đức gần đây hội ngộ. Hạng Quảng thoáng trầm tư suy nghĩ rồi lại cười, đừng có lo, thượng quan gia với Hạng gia chúng ta quan hệ rất mật thiết. Quân đội Tần Đức một khi tiến vào phạm vi quản lý của Trấn Bắc Vương, tức đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, lúc đó trẫm đại xuất đại quân Hạng gia cùng thượng quan gia nội ngoại tập kích, đem 30 vạn đại quân của Tần gia một lần tiêu diệt gọn, làm cho Tần gia tổn thất một nửa binh mã. Nếu quả như vậy, xem ra Tần gia làm sao còn có thể trấn áp được Hắc Thủy Sơn Tặc nữa chứ. Bây giờ nam tử Mũi Ưng vội nói, bẩm báo hoàng thượng, Hắc Thủy Sơn Tặc hay được hoàng thượng đáp ứng yêu cầu của chúng, tất cả đều thề dốc sức vì ngài. Hoàng thượng xin hãy an tâm, bọn giang hồ hỗn tạp này rất xem trọng lời hứa. Hạng Quảng bây giờ hài lòng mà cười, rất tốt, có Hắc Thủy Sơn Tặc trong địa phận của Tần gia, làm sao 20 vạn quân của Tần gia có thể đi đâu được? Trừ phi hắn muốn địa phận của mình bị rối loạn, ngay cả khi hắn chiêu mộ 20 vạn quân, bộ binh của hắn bất quá chỉ 60 vạn. Trong địa hạt của thượng quan gia lại bị tiêu diệt hết 30 vạn quân, cứ cho là điều động toàn bộ Liệt Hổ quân, ta xem Tần gia sau này làm sao đấu với trẫm đây. Hoàng thượng anh minh, nam tử Bụi Ưng cúi người mà nói. Hạng Quảng mãn ý gật đầu nói, rất tốt, chuyện Hắc Thủy Sơn Tặc xưa người phản ứng rất tốt, có công trẫm sẽ bàn thưởng. Trẫm nghe nói người thích tranh họa ngôn tịch, bức họa Mẫu Tử Đồ này ban cho người. Nói rồi Hạng Quảng cầm lấy họa quyển trực tiếp tặng cho nam tử Bụi Ưng. Tạ ân điển của hoàng thượng, nam tử Bụi Ưng ngay lập tức tiếp nhận lấy bức họa ấy. Tốt, cho người lui. Hạng Quảng vẫy tay mà nói, tâm tình Hạng Quảng lúc này đặc biệt tốt. Nhìn nam tử Bụi Ưng kia ly khai, Hạng Quảng lại nói, nhớ cho kỹ, bức họa Mẫu Tử Đồ này thực sự là phải nghiên cứu rất nhiều, may ra mới có thể lĩnh ngộ ngôn tịch tinh túy của đại sư họa. Tuân mệnh ạ. Nam tử Bụi Ưng cúi người rồi lui ngay ra khỏi ngự thư phòng. Trên đường về nhà, nam tử Bụi Ưng trong lòng cười khinh bỉ, Mẫu Tử Đồ sao, Hạng Quảng ngươi lòng thật là tàn độc. Điều quan trọng nhất với nam tử này là thê tử cùng với hài tử, Hạng Quảng bao cho bức Mẫu Tử Đồ, hàm ý hắn tự nhiên là rất minh bạch. Khuôn mặt của Triệu Vân Hưng hiện lên vẻ lãnh khốc. Quan sát địa đồ quân sự trên tường tướng quân, một thanh niên đứng sau lưng Triệu Vân Hưng cúi người lên tiếng. Chuyện gì? Người thanh niên đó nói, tướng quân, vương ra lệnh cho chúng ta tiến nhập Bắc Vực Lưỡng Quận, thuộc hạ thấy có điều không ổn. Không ổn chỗ nào? Khóe miệng của Triệu Vân Hưng lộ ra tia tiếu ý, nhưng vẫn không quay người lại. Người thanh niên đứng thẳng dậy trả lời, vương gia cùng thượng quan gia đàm phán kết thúc tốt đẹp, sau đó chúng ta đem quân tiến nhập thượng quan gia, mượn đường công kích Hạng gia. Tuy nhiên có thật thượng quan gia hướng về chúng ta chăng? Bắc Vực Lưỡng Quận đều thuộc địa bàn của thượng quan gia. Nếu như thượng quan gia ngoài mặt có vẻ hợp tác với chúng ta, bên trong lại bắt tay với Hạng gia, sự tình đó cũng sẽ trở nên tồi tệ đấy. Người nghĩ rằng vương gia chưa nghĩ tới điểm này sao? Triệu Vân Hưng hỏi lại. Người thanh niên liền nói, vương gia tự nhiên đã nghĩ qua điểm này. Có điều Nam Vực Tam Quận Mộc gia với Hạng gia vô cùng trung thành, lượng gia hợp nhất, thực lực chiếm quá nửa quân lực của Sở Vương Triều. Vương gia không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ sự tương trợ của Trấn Bắc Vương. Thuộc hạ nghĩ rằng vương gia đương nhiên nghĩ qua, thế nhưng tình thế bức bách chỉ có thể cùng thượng quan gia hợp tác. Nhưng đến khi đại chiến, thượng quan gia lâm trận phản bội,
lúc đó chúng ta thực sự rất thảm đấy. Ngôn Vân ngả Vân Ngôn, góc độ nhìn của ngươi thật là khác với nhau đấy. Vương gia có cái nhìn toàn cục, tất cả đều được ngài nắm rõ trong lòng bàn tay. Vương gia muốn sử dụng lật đổ thì việc nhỏ đó há có thể làm cho khó được vương gia. Không qua 2 tháng sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch thôi. Triệu Vân Hưng chuyển người mà cười. Khuôn mặt của người thanh niên giãn ra, lộ ra tiếu dung. Vương gia đã nắm chắc mọi việc trong tay, thuộc hạ cũng cảm thấy an tâm hơn. Rất tốt, Ngôn Vân, ngươi lùi trước đi. Triệu Vân Hưng cười mà nói. Xin tuân mệnh. Người thanh niên chuyển thân đi khai, ra đến cửa thì dừng lại, bỗng quay đầu về phía Triệu Vân Hưng khẽ nói. Phụ thân, ngươi đã là nửa đêm, phụ thân cũng nên đi nghỉ sớm. Đại chiến sắp tới, thân thể phụ thân rất quan trọng. Nói xong, người thanh niên liền rời khỏi đó. Triệu Vân Hưng nghe thấy trên khuôn mặt không thể kiềm chế được nụ cười. Dù con trai Triệu Vân Hưng là Triệu Ngôn Vân cũng trong quân đội, nhưng Triệu Vân Hưng có lệnh, trong quân phụ tử chỉ có quan hệ thượng cấp và hạ cấp, vì vậy bình thường Triệu Ngôn Vân gọi Triệu Vân Hưng là tướng quân. Đại chiến đã đến gần, Tần gia và Hạng gia thường bí mật nghe ngóng tình hình của nhau. Hệ thống gián điệp tình báo đã hoàn toàn hoạt động, chủ yếu là âm thầm dùng tiền hối lộ một số nhân vật trọng yếu, hãm hại các đại tướng của đối phương, hoặc ám sát những nhân vật quan trọng, lì gián kế, mỹ nhân kế, tất cả đều được sử dụng, cùng với sự điều động quân đội của Tần gia tại Hồng Hoang biên cảnh, chính là đang bao vây vương triều nước Sở dưới một áp lực vô hình. Hơn nữa, Tần gia sau khi thắng Hắc Thủy Sơn Tặc bỗng xuất trọng lễ, Hắc Thủy Sơn Tặc bất ngờ nhận lấy. Tuy nhiên Hạng gia đối với việc này thật sự lại không sinh chút nộ khí nào. Ngoài ra, đệ nhất sát thủ của tập đoàn Thiền Võng cũng đã tuyên bố thoái ẩn, tạm thời không tiếp nhận chức quan của Sở Vương Triều. Tóm lại, áp lực này gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được. Có lẽ chỉ có Tần Vũ đang tĩnh tâm tu luyện tại Hồng Hoang biên cảnh là không cảm nhận được thôi. Cạnh Lôi Cư Sơn, trên Bích Thủy Hồ, Tần Vũ ngồi bắt chéo chân, ngồi trên mặt nước, từng đạo khí màu tím lưu chuyển trên cơ thể hắn. Những đạo tử khí này chính là tử sắc chân khí nội thể của Tần Vũ. Trải qua nhiều tháng khổ luyện, tử sắc thiên tiên chân khí như thủy ngân, một số gần như dịch hóa. Lực lượng cường đại trong nội thể chuyển động không ngừng, toàn thân cơ nhục, thậm chí cả tế bào trong cơ thể, Tần Vũ có thể hoàn toàn cảm nhận được sự bành trướng của năng lượng cơ thịt. Tử sắc chân khí lưu chuyển mọi nơi, liên tục cải tạo cơ nhục và gần cốt. Đột nhiên bây giờ gió nổi lên, mặt hồ gợn sóng, nước trong hồ khẽ dao động. Tần Vũ ngồi trên mặt nước như lục bình trôi theo những dao động của những con sóng nhỏ. Ầm một tiếng, cuồng phong nổi lên, nước trong hồ vang lên một tiếng nổ lớn tạo nên một con sóng lớn. Một cơn sóng cao đến 10 mấy mét, toàn bộ mặt hồ như bị cự nhân nhấc lên. Tần Vũ giận dữ vì bị quấy rối. Ngay lập tức, điểm cước trên mặt hồ, cả người trực tiếp nhảy thoát ra ven hồ, đồng thời ra vẻ nổi giận nhìn vào Tiểu Hắc đang hùng hổ quạt nước. Tiểu Hắc, ta biết cánh của người có thể tạo ra cuồng phong, nhưng người không được trêu chọc ta, có biết không nào? Tần Vũ nhìn chằm chằm vào cánh của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bây giờ thu cánh lại kết thành kim đan, tức thì mặt hồ trở nên im lặng. Sau khi tu luyện một số công pháp lưu lại trong ký ức, khí thế của Tiểu Hắc trở nên vô cùng cổ ngạo và lăng lệ. Tần Vũ hiện tại đã chẳng thể là đối thủ của nó. Đại ca, để chỉ huấn luyện tính cảnh giác cho huynh, để đối tốt với đại ca như vậy, sao lại trách cứ đệ cơ chứ? Thanh âm của Tiểu Hắc vang lên trong tâm trí của Tần Vũ. Tần Vũ bây giờ cười nói, tốt, hiện tại người đã độ quá thiên kiếp, đem ra so với ta, ta chẳng đấu lại ngươi. Tối mai ta phải vượt qua độ kiếp rồi, ngươi hãy ngồi đó mà chờ ta độ quá thiên kiếp, tu luyện xong tinh thần biến, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tinh thần biến ư? Đại ca, đệ tu luyện không ít thần kỳ công pháp, chưa chắc đã chịu thua đâu. Tiểu Hắc đắc ý quạt đôi cánh của nó mà nói. Sau khi kết thành kim đan, Tiểu Hắc đã tu luyện một số loại bí pháp bản thân tự lực mạnh tiến thần tốc. Lúc này chính là đang rất tự tin. Tần Vũ bây giờ lại cười. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ biết ai là lợi hại hơn ai ư? Mấy ngày hôm nay, Tần Vũ đã học rất nhiều thư tịch tu luyện một cách tỉ mỉ. Tinh thần biến đương nhiên được xem từ đầu đến cuối, không chỉ nhớ khẩu quyết tu luyện trong tâm trí, mà mỗi lần cứ nghĩ đến khi lôi về mới bắt đầu tu luyện, hoặc lúc độ kiếp thì thấy nhiệt huyết trào dâng. Đối với việc đối đầu với tứ cửu thiên kiếp, Tần Vũ cảm thấy ngày càng tự tin hơn. Ngày thứ hai, Tần Vũ tĩnh tọa trên thảm cỏ ven bờ hồ Bích Thủy, bình tĩnh chờ đợi thiên kiếp. Thật hiếm thấy một ngày Tiểu Hắc lại không quấy rầy Tần Vũ.
Tĩnh Lập một bên an tâm tu luyện. Trước thì được Tần Vũ hộ pháp, bây giờ hộ pháp cho Tần Vũ. Mặt trời ngả về phía tây, toàn bộ hồng hoang được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Cuồng phong nổi lên, trong sơn lâm lúc bấy giờ, cự thụ lúc lắc điên cuồng, lá rơi tứ tung, cự thụ gãy liên tiếp phát ra tiếng động. Bầu trời ngay lập tức tối sầm lại, tiên khí cự biến, làm cho Tần Vũ và Tiểu Hắc phải ngừng tu luyện. Cuối cùng thiên kiếp cũng đã đến rồi. Tiểu Hắc, thời điểm này rất quan trọng với ta. Nếu có yêu thú tới, giết sạch chúng cho ta. Tần Vũ nói to. Tiểu Hắc vỗ cánh, linh thức truyền âm. Đại ca, yên tâm đi. Trong chu vi trăm dặm là địa bàn của đệ. Không có yêu thú nào dám đến quấy nhiễu đâu. Nếu có yêu thú mò tới, đệ sẽ tiêu diệt toàn tộc của nó. Ngày hôm nay, chu vi trăm dặm này đích thị là địa bàn của Tiểu Hắc. Bầu trời trở thành màu hồng sậm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trung tâm bầu trời. Nhiều đạo lôi điện xuất hiện tại hồng sắc thiên không. Một luồng điện xa đã bị dòng xoáy điện hấp thụ. Một lúc sau, dòng xoáy điện đơn thuần xoay vòng, biến thành tử sắc kiếp vân khổng lồ. Lôi điện lấp lánh ánh sáng, mọi sự chỉ rằng thiên kiếp sẽ đến. Tần Vũ Tĩnh Lập đứng bất động, Tiểu Hắc thì đứng linh thức phần tán, chú ý mọi sự trong chu vi. Bất kể ra sao, tuyệt đối không cho phép yêu thú tiếp cận gây nhiễu loạn. Tiên thiên ngoại công cao thủ tu luyện đến cực trí, thiên kiếp sẽ giáng xuống mạnh hơn sao? Nên biết, người khác nhau thì uy lực của thiên kiếp cũng khác nhau. Thực lực của Tần Vũ trội hơn nhiều so với tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Vậy uy lực của tứ cửu thiên kiếp đạt đến mức nào đây? Đạo thiên lôi đầu tiên, uy lực yếu nhất, có thể coi nhẹ. Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười nhẹ, vẻ mặt tiếc nuối. Nhớ trong tình thần biến, lôi vệ có một vài mô tả độ kiếp, thậm chí còn đề xuất phương án vượt qua độ kiếp. Tần Vũ đã quyết định đối mặt với đạo thiên lôi đầu tiên sẽ sử dụng một trong 10 phương án độ kiếp đã được biết đến. Kiếp vân cuồn cuộn, lôi thanh liên tiếp nổ ra, trực tiếp tạo áp lực với bên dưới. Oanh một tiếng, một đạo tử lôi điện từ trên cao đánh xuống đầu của Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ vẫn bình tĩnh hướng về phía tử sắc lôi điện. Bất ngờ chuyển thành bất động, nhãn thần hiện lên sự phong cuồng. Tử sắc lôi điện trực tiếp kích vào người của Tần Vũ. Chỉ thấy thân thể Tần Vũ hoàn toàn bị tử sắc lôi điện bao bọc. thống khoái lắm. Tần Vũ không hề phòng ngự, hoàn toàn dùng nhục thể mà kháng cự. Tiên thiên ngoại công tu luyện đến kim đích cảnh giới. Nếu như không thể kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất này, thì tiên thiên ngoại công đã tu luyện vô ích. Tinh thần biến, kể lại, mượn uy lực của thiên lôi để tu luyện thần thể, mạnh tiến tăng cường sức mạnh. Đương nhiên, uy lực của thiên lôi không thể quá mạnh, nếu không thì thân thể của Tần Vũ không thể chịu đựng nổi được việc ấy. Lôi điện bây giờ xuyên qua, vào bên trong toàn thân gần cốt, tế bào cơ nhục. Không ít năng lượng lôi điện bị thôn phệ, cơ nhục đã đạt đến cực hạn, ngay lập tức phát sinh biến đổi, trở nên mạnh hơn. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Tiểu Hắc, nhìn ta kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất như thế nào? Tần Vũ trở lại vẻ bình thường cùng Tiểu Hắc bên cạnh đùa giỡn. Tiểu Hắc không nói gì, linh thức hoàn toàn chú ý xung quanh. Tần Vũ sau khi vượt qua đạo thiên lôi thứ nhất, năng lượng nội thể không bị tiêu hao, ngược lại sức mạnh cơ nhục còn tăng thêm. Thực lực được tăng lên đến đáng kể. Người khác mỗi lần độ quá thiên kiếp, năng lượng đều tiêu hao, Tần Vũ ngược lại, năng lượng lại tăng thêm. Như đến như đi, thực sự rất khác biệt. Đại ca cần lưu ý, đạo lôi điện này mạnh hơn hẳn đạo thứ nhất. Phương pháp vừa rồi không thể sử dụng lại đâu. Tiểu Hắc lại nhắc nhở. Trên trời kiếp vân liên tục giáng xuống, hiển nhiên đang chuẩn bị cho đạo lôi điện thứ hai. Đạo lôi kiếp đầu tiên khả dĩ còn có thể hấp thụ. Đạo lôi kiếp thứ hai này uy lực lớn hơn nhiều lần. Tần Vũ không dám hùng hổ như lần trước, cẩn thận đề phòng. An tâm đi, ta biết lúc nào nên dừng lại. Tần Vũ thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Tiểu Hắc. Lôi thanh cuồn cuộn, áp lực với phía dưới ngày càng tăng. Đạo lôi điện thứ hai giáng xuống, Tần Vũ lập tức toàn thân tiến nhập trạng thái chuẩn bị kháng cự. Cùng với tiếng nổ của đạo lôi điện, một đạo tử sắc giao long mãnh nhiên thoát khỏi kiếp vân, trực tiếp hướng về phía Tần Vũ lao xuống. Đến đây đi. Trong ánh mắt của Tần Vũ hiện lên sự hưng phấn, năng lượng nội thể ngay lập tức dâng lên, toàn thân phát ra tử quang giống như một khối tử ngọc. Tử sắc chân khí bao bọc toàn thân, hình thành hộ thể cường khí, thậm chí còn xuất hiện điện quang bao quanh cơ thể. Tử sắc thiên lôi như lôi thần tấn công mãnh liệt, nhắm thẳng thân thể của Tần Vũ giáng xuống. Hộ thể cương khí của Tần Vũ dần dần như bị phá hủy. Lôi điện hoàn toàn kích trúng ngực của Tần Vũ. So với lần kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất, thân thể Tần Vũ đã hoàn toàn dung hợp tử sắc chân khí.
như một khối tử ngọc, lực lượng phòng ngự tăng cường đáng kể. Từ lúc bắt đầu, lực lượng hộ thể đã tiêu kháng dần lôi điện, bất quá đạo thiên lôi thứ hai uy lực thực sự rất mạnh, quá là bất cẩn. Tần Vũ cao mày, cảm thấy được một phần xác thịt bị thiêu đốt, đồng thời cảm giác nóng bỏng trên da từng hồi truyền lại. Sức mạnh của đạo lôi điện đã làm ngực của Tần Vũ bốc cháy, cơ nhục đã có điểm tổn thương. Đại ca, Tiểu Hắc tinh ngực của Tần Vũ bốc cháy, không kìm nén được sự lo lắng. Không có gì, chỉ bị ngoại thương thôi, Tần Vũ không chú ý mà nói. Tiểu Hắc bây giờ nghe vậy mới thở nhẹ một hơi, rồi cẩn thận nhắc nhở. Đại ca, độ kiếp không phải chuyện nhỏ, huynh không phải có trung phẩm linh khí sao? Có trung phẩm linh khí mà không dùng, như vậy độ kiếp thân thể huynh dù có hồi phục cũng sẽ lại thụ thường thôi. Tần Vũ lúc bây giờ nghe thấy như vậy thì cười mà nói. Lục Trương quả thật có chút bất cẩn, tưởng rằng tự sắc chân khí có thể dung hợp vào nhục thể, tăng cường cương khí hộ thể có thể kháng cự được. Không tưởng tượng được đạo thiên lôi thứ hai này uy lực vượt quá suy nghĩ của ta. Lúc Tần Vũ nói, trong cơ thể lưu tinh lệ tái sinh nhiều đạo thanh lưu, làm cho các cơ nhục bị tổn thương, cảm giác sảng khoái truyền lại, các vết thương trong cơ thể hoàn toàn hồi phục. Có lưu tinh lệ, Tần Vũ vẫn dám làm lại như trước. Đại ca, thiên kiếp của huynh uy lực mạnh hơn nhiều so với đệ, đại ca không nên bất cẩn. Tiểu Hắc ở bên cạnh nhắc nhở ngay. Tần Vũ bây giờ chỉ cười, tự bản thân cũng biết rằng Tiểu Hắc rất quan tâm với hắn. Cùng với thời gian trôi đi, tự sắc kiếp vân giáng xuống ngày càng cấp thiết, điện xa thoát ra cuồng bạo trong phạm vi mấy chục dặm. Đạo thiên lôi thứ ba không ngừng xúc tích trong cơ thể Tần Vũ, tự sắc chân khí tái khởi. Oanh một tiếng, một tử sắc du long từ kiếp vân trực tiếp bắn ra, hướng về phía Tần Vũ lao xuống. Khí thế thiên lôi thật sự cường bạo hãi nhân, làm cho nhân tâm có cảm giác bị đè nén. Tần Vũ bây giờ cười lớn, song bục bạo xuất tinh quang, nhìn chăm chăm vào đạo tử sắc thiên lôi đang đánh xuống kia. Đồng thời lúc bây giờ, Tần Vũ đem quyền đầu mạnh như vạn quân chỉ lực, như thạch thất màn kính, cấp tốc trực tiếp hướng về phía lôi thiên. Oanh một tiếng, xung đột cường liệt, không khí hoàn toàn bị bóp méo, cả người Tần Vũ bị đẩy mạnh lún xuống đất ngập tới chân. Nhưng đạo thiên lôi thứ ba không ngờ đã bị một quyền đó của Tần Vũ đánh tan, hóa thành những tia điện lấp lóe trên người Tần Vũ. Trên bàn tay của Tần Vũ, thượng đích diễm xí quyền giáo tự hồ không bị tổn hại gì. Đạo thiên lôi thứ ba thật là tầm thường, Tần Vũ cười nói. Trên tay Tần Vũ có diễm xí quyền giáo, đầu quyền có đủ để đối phó với đạo thiên lôi thứ ba. Phải biết năm xưa Phong Ngọc Tử chỉ dựa vào hạ phẩm linh khí đã độ quá tứ cửu thiên kiếp. Tần Vũ có diễm xí quyền giáo, đối với thiên lôi đương nhiên coi thường. Còn một đạo thiên lôi độ kiếp xong, ta có thể tu luyện tinh thần biến, đã là tu chân giả. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân trên không trung, trong tâm tưởng hình như hình dung đến việc sau khi độ quá thiên kiếp, nghĩ đến việc được tu luyện tinh thần biến, trong tâm Tần Vũ có đôi chút phấn khích. Kiếp vân giáng xuống, lôi thành không gián đoạn, một đạo tử sắc thiểm điện bắt đầu từ kiếp vân không ngừng lóe sáng. Đột nhiên tại sơn đầm biển thượng xuất hiện một thanh hỏa lăng, Tiểu Hắc ngay lập tức quắc mắt mà nhìn, thanh hỏa lăng lập tức trở về sơn lâm. Thanh hỏa lăng tộc trưởng muốn bị diệt tộc sao? Tần Vũ nhìn thoáng qua rồi nhìn về phía kiếp vân, chỉ thấy một đạo tử sắc lôi điện từ kiếp vân trùng trùng xuất xuống. Oanh một tiếng, cuồng phong đại gào thét, tử sắc lôi điện lại sáng lấp lánh như tử sắc thần long hạ lai nhiếp bàn, trực tiếp hướng thẳng về phía Tần Vũ. Đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng, độ quá đạo thiên lôi này, Tần Vũ sẽ trở thành tu chân giả. Phá hủy ta đi! Chỉ thấy Tần Vũ ha hả cười lớn, cơ bắp toàn thân căng mạnh lên, song quyền mang theo khí thế bạt núi, giống như hai khối vẫn thạch khổng lồ đánh tới thiên lôi đó. Diễm di quyền sáo trên tay phát tán ám hồng sắc quang bạc. Oanh một tiếng, một đạo chấn thiên vang vọng như lòng ngầm, lôi điện cùng trung phẩm linh khí diễm sĩ quyền sáo công kích lẫn nhau, hoàn toàn hội tán, điện xả lấp lánh. Chính diện va chạm cực mạnh, cả người Tần Vũ phảng phất như bị sắt nung đóng mạnh lên, nửa người đã bị ngập sâu trong đất. Tần Vũ lắc mạnh đầu, lần sụt xuống đất kịch liệt vừa rồi, cho dù là có Tần Vũ cũng cảm thấy song quyền tề bại. Trong miệng phát ngọt, một gụm tiên huyết trào lên cổ họng. Bồng một tiếng, Tần Vũ đơn thủ tách đất ra, cơ thể nhân đó vọt lên trên. Tiểu Hắc bây giờ cười, âm thanh vang lên trong não của Tần Vũ. Đại ca, lực phản chấn của đạo thiên lôi đó như thế nào? Thường thường thôi. Tần Vũ nuốt gụm tiên huyết, trong tâm có chút gắt gỏng. Sai lầm,
đạo thiên lôi thứ tư uy lực mạnh hơn rất nhiều so với đạo thiên lôi thứ ba, không chỉ làm tê bại song quyền, còn làm cho huyết dịch nội thể sôi cả lên. Tiểu Hắc vỗ cánh, đột nhiên hạ xuống cạnh Tần Vũ, phát ra thanh âm vô cùng vui mừng. Dùng cánh của nó vỗ nhẹ về phía Tần Vũ, biểu lộ sự chúc mừng. Đại ca, cùng Hỷ Huynh đã độ quá tứ cửu thiên kiếp. Tiểu Hắc cảm thấy Tần Vũ rất cao hứng. Cảm ơn Tiểu Hắc này, từ ngày mai người tự tu luyện, ta chuẩn bị bế quan, chuyên tâm tu luyện tinh thần biến. Như tinh thần biến lục đại cảnh giới. Cảnh giới nhập môn tinh vân kỳ tu luyện vô cùng khó khăn. Tần Vũ nói với Tiểu Hắc như vậy. Tần Vũ đã xem bí tịch tinh thần biến, những gì mà Lôi Vệ giảng giải. Tần Vũ tự mình minh bạch, tinh vân kỳ tu luyện vô cùng gian nan. Tiểu Hắc nghe vậy cũng gật đầu, linh thức tiếp tục truyền âm nói tiếp. Đại ca an tâm tu luyện đi, khi tu luyện xong, đại ca với đệ xem ai lợi hại hơn. Tần Vũ nghe xong không kiềm được mà mỉm cười. Tốt lắm, hãy đợi ta tu luyện thành công, khi đó sẽ ra đấu với người một trận. Sau đó, hắn tiến nhập vào Lôi Sơn Cư để bế quan. Tần Vũ độ quá tứ cửu thiên kiếp, biểu lộ vẻ rất đắc ý. Người bình thường khi độ quá tứ cửu thiên kiếp, nếu có hạ phẩm linh khí, khả năng thành công là rất cao. Nếu có trung phẩm linh khí, sẽ gặp cực kỳ ít nguy hiểm. Tiềm Long Đại Lục, sở dĩ trăm người độ kiếp không có tới một người thành công là vì không có trung phẩm linh khí. Còn Tần Đức vừa mới có trung phẩm linh khí thì đã bị Cát Mần đánh lén. Tuy bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn độ kiếp thành công. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của trung phẩm linh khí này. Tại luyện vũ trường, ngân sắc tụ hội tại trung tâm, Tần Vũ tọa bàn ở trên cao, não bộ nhớ lại những khẩu quyết của tinh thần biến. Từ khi còn nhỏ, tu luyện cho đến bây giờ, có thể tu luyện vào tinh thần biến, cuối cùng cũng bước chân vào thế giới của tu chân giả. Tu chân giả, điều đó cho thấy Tần Vũ đã tiến nhập vào một cảnh giới mới, thế giới mới. Sau này giao lưu tranh đấu là những kẻ phi thiên độn địa tu chân giả. Đột nhiên, chủ nhân, theo như chủ nhân Lôi Vệ giao phó, nếu ngài chính thức tu luyện tinh thần biến, trước tiên tái tu luyện sẽ dễ dàng thành công. Tần Vũ mở khai nhãn tình, trong tâm có chút nghi hoặc. Từ khi tiếp thụ công pháp tinh thần biến, trong tâm dĩ nhiên coi Lôi Vệ là sư tôn. Tần Vũ nói, tiểm tinh, cho ta xem nào. Ngay sau khi tiểu tinh hất đuôi mèo, lập tức biến mất. Luyện võ trường lúc này như hư vô khởi lai, xuất hiện những hình ảnh của vũ trụ. Luyện võ trường phẳng phất như không gian vũ trụ, khoảng cách giữa các vì sao bị đốt cháy, những tinh cầu vô sinh mệnh phập phù, tinh không u ám. Hốt nhiên là xung quanh luyện võ trường ảo ảnh biến chuyển, vũ trụ tinh không biến mất không còn nhìn thấy. Trong mắt của Tần Vũ xuất hiện một cự đại tinh vân. Tinh vân này như cự đại vân vụ phiêu đãng trong vũ trụ, đồng thời quay tròn hấp thụ năng lượng của vũ trụ, tụ thành một khối tròn không biết trải qua bao nhiêu năm, chuyển về tụ tập tại trung tâm. Cùng với mỗi loại diễn biến, một vì sao dần hình thành. Diễn biến của vũ trụ tất cả đều hiện ra trước mắt của Tần Vũ. Tần Vũ bắt đầu chìm vào trong những ảo ảnh, đồng thời tâm trí nhớ lại các bí pháp tu luyện tinh thần biến. Tức thì đã tự minh bạch, không biết bao lâu, ảo ảnh cuối cùng hình thành một ngôi sao khổng lồ bộc phát hỏa diễm, năng lực cực đại tới kinh nhân. Tần Vũ đột nhiên nghĩ lúc Phong Tử Ngọc nói về quần tiên chi chiến, sau khi sư tôn Lôi Vệ vượt cửu cửu trọng kiếp thất bại, truyền cho người sau di ngôn, tung hoành trong hoàn vũ vô hạn, chiêm nghiệm diễn biến của vũ trụ, phiêu lưu cả ngàn năm, đi qua vô số tinh cầu, không ngờ hôm nay linh hồn lại bị tiêu tán, trời không giúp ta, tinh thần chỉ chiến, vầng kiêu dương kia cũng trùng nguồn gốc. Hỡi ôi, nhân loại trên đại lục hãy nghe, hôm nay ta nhập vào thông thiên tam đồ, nếu ai có được ba đồ hình trên, lại ngộ ra sự kỳ ảo của nó, sẽ có thể nhận được pháp công của ta. Ta hoại, ta hoại. Tần Vũ lúc này hoàn toàn minh bạch tâm trạng lúc đó của Lôi Vệ. Nguyên lai, Lôi Vệ có đủ năng lực để độ quá cửu cửu trọng kiếp, có điều trước khi độ kiếp, bị tán tiên đại thành kỳ cao thủ, độ kiếp kỳ, không minh kỳ cao thủ cùng lúc tấn công, dĩ nhiên Lôi Vệ trọng thương, cuối cùng lại phải kháng cự cửu cửu trọng kiếp, làm thế nào để kháng cự lại đây? Vì vậy Lôi Vệ cảm thấy phẫn nộ, thiên bất trợ tha. Công pháp tinh thần biến uy lực cực đại, Lôi Vệ chưa qua độ kiếp đã có khả năng sát tử đại thành kỳ cao thủ, tán thiên cùng với độ kiếp kỳ, không minh kỳ các loại cao thủ. Sau khi sát tử các cao thủ ấy vẫn kháng cự cửu cửu trọng kiếp, năng lượng này có thể tưởng tượng ra. Tinh phần biến uy lực có thể tưởng tượng,
Tuy nhiên công pháp tinh thần biến tu luyện khác với tu trần giới, chỉ tu luyện một lần, về sau Tần Vũ phải tạo hậu diện cảnh giới, như quả thất bại, lập tức tàu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tần Vũ đột nhiên đứng lên cười lớn, phúc ư, họa ư, phúc họa luôn đi liền với nhau, việc gì phải quan tâm nhiều đến chuyện hắn làm, nếu cả đời cứ sợ hãi rụt đầu rụt cổ, chỉ biết dần dần từng bước tu luyện theo công pháp của tiền nhân thì thật quá là nhàm chán. Sư tôn, người đã sáng tạo lục đại cảnh giới tiếp theo sẽ do Tần Vũ ta sáng tạo ra. Ngay cả tàu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán thì đã sao cơ chứ? Con đường này dành cho đệ tử đời sau. Tại thời điểm này, trong tâm của Tần Vũ bừng lên một cỗ hào khí. Tốt, hiện tại bắt đầu tu luyện. Tần Vũ ổn định tâm tình, tĩnh tâm ngồi xuống bắt đầu tu luyện tinh thần biến. Tinh thần biến đệ nhất cảnh giới tinh vận kỳ. Theo kỹ xảo bí pháp, Tần Vũ bắt đầu chuyển hóa tử sắc thủy lưu, kinh qua tứ cửu thiên kiếp, tử sắc chân khí hoàn toàn biến thành chất lỏng, tùy theo Tần Vũ khống chế, tại thân thể Tần Vũ, tử sắc thủy lưu ngày càng nội tụ lại một chỗ. Hội tụ trước hết là hội tụ tại đan điền, tâm trí chìm vào bên trong, cảm giác đan điền rộng hạn vô hạn. Tần Vũ chưa từng nhìn đan điền của người khác, cũng không biết đan điền của mình và của người khác có điểm gì khác biệt, nhưng hắn không quản những chuyện như vậy. Trực tiếp khống chế dịch thể. Đan điền như vũ trụ nhất bản vô biên vô tế. Hô, hô, dịch thái chân khí phảng phất như thủy lưu tại đan điền lưu chuyển, tụ thành một thủy cầu. Nếu như là tu luyện kim đan, thì có thể đã tu luyện xong rồi. Tuy nhiên Tần Vũ lại không tu luyện kim đan, trước sau tụ tán. Trong não của Tần Vũ nhớ lại công pháp để tu luyện, chiếu theo đó để phân tán. Đột nhiên, một cỗ lực lượng đặc biệt xuất hiện trong đan điền, tựa như lực ly tâm, tác động tới mọi hướng, thủy cầu tự nhiên bị ảnh hưởng, thủy cầu tiếp nhận lực ly tâm kỳ dị ấy, trực tiếp vỡ mạnh, phân tán khắp tứ phương bát hướng. Thân thể của Tần Vũ chợt xuất hiện một trận lãnh hàn, nước da bỗng chốc trở nên xanh xao. Không tốt rồi, Tần Vũ dù thế nào cũng không tưởng tượng được rằng đúng vào lúc quan trọng này, đan điền quái dị của hắn lại phát sinh biến cố. Nên biết, khi tiến nhập tinh vân kỳ, quan trọng nhất là tán. Tán như thế nào đây? Tán cho tới viên mãn như thế nào đây, vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót. Tinh vân vận chuyển là theo đạo của vũ trụ tự nhiên, ban đầu lui về cũng phải cảm ngộ rất lâu mới nghĩ ra được phương pháp tán. Lúc nhỏ tu luyện nội công, đan điền không thể lưu giữ nội lực, bây giờ cũng thế. Tần Vũ băn khoăn nhưng không buồn về việc tử sắc dịch thái chân khí có thể biến mất, tức là ra khỏi đan điền. Tử sắc dịch thái chân khí hoàn toàn có thể được Tần Vũ dung nhập vào toàn thân. Thế nhưng tử sắc dịch thái chân khí bị ảnh hưởng bởi lực ly tâm tại đan điền quái dị, làm sao hắn có thể khống chế sự hình thành của tinh vân quỹ đạo? Tu luyện nội công bất thành, nay tu luyện tinh thần biến cũng bất thành, đan điền quái dị thật là... Tần Vũ trong tâm bực tức, tử sắc dịch thái chân khí phân tán, ly khai khỏi đan điền của Tần Vũ, thậm chí ly khai khỏi cơ thể của Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng chấn động, cố biến đổi, thế nhưng dịch thái chân khí trở về nội thể. Trên khí này vốn là Tần Vũ tu luyện mà ra, nên có thể dễ dàng khống chế nó. Đột nhiên, Tần Vũ trên mặt xuất hiện vẻ cuồng hỉ, cực độ cuồng hỉ. Tần Vũ tâm ý vừa động, sau khi khống chế luồng tử sắc chân khí như sương khói này trở về cơ thể, tử sắc chân khí cứ tự nhiên thuận theo tâm ý của Tần Vũ tiến nhập vào nội thể của hắn. Tần Vũ vừa bắt đầu dẫn luồng tử sắc chân khí trong nội thể tới đan điền, thì đám tử sắc chân khí trong nội thể này cũng đã mãnh liệt tiến nhập vào đó. Lì tầm lực trong đan điền quái dị của Tần Vũ có thể khiến cho tử sắc chân khí này biến đổi lại một lần nữa, sau đó mới tán xuất ra bên ngoài. Thật đạt tuần hoàn, một vòng tuần hoàn gần đạt đến độ hoàn mỹ. Trong đan điền xuất hiện một vòng tinh vân như suối chảy qua, liên tục có tử sắc chân khí từ trong thể nội tiến nhập, chịu ảnh hưởng của lì tầm lực liền biến chuyển, sau đó chiếu theo quỹ tích của tinh vân một lần nữa tán xuất ra ngoài. Từ đan điền đột phá qua cơ nhục gân cốt ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại từ thể ngoại vượt qua cơ nhục gân cốt để vào trong đan điền. Vòng tuần hoàn thật là hoàn mỹ, bởi vì đan điền tự nhiên sản sinh ra lì tầm lực, khiến cho trong đó hình thành một dòng suối tựa như tinh vân. Nhờ vào lão thiền giúp đỡ, đan điền quái dị của ta không những không bị hư hại, trái lại còn là đại hảo sự. Tần Vũ đột nhiên mở mắt, nhãn trùng ánh lên vẻ cuồng hỉ. Thời khắc đó, hắn căn bản không cần quan tâm đến những việc khống chế nội thể nữa. Tần Vũ lúc đó không ngừng kích động.
tinh vân, quỹ tích của tinh vân này ngày càng đạt đến sự hoàn mỹ, thậm chí so với sư tôn, sự cảm ngộ của quỹ tích này còn hoàn mỹ hơn nữa. cái này thật là... Tần Vũ hưng phấn đến độ không nói nên lời, chỉ muốn biết người trong nội dung tinh thần biến, minh bạch thêm về quỹ tích của tinh vân kỳ để đến gần hơn tự nhiên chỉ đạo. Xem nó đại biểu cho cái gì đây? Tần Vũ bây giờ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng tròn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mặc dù không cần khống chế cũng có thể tự động tu luyện, nhưng nếu chuyên tâm tu luyện như vậy thì tốc độ càng nhanh hơn nữa. Làn sương mù tử sắc chân khí tán xuất ra có phạm vi 2-3 mét bao trùm xung quanh cơ thể Tần Vũ. Đám tử sắc vân vụ này cũng không ngừng biến đổi, toàn thân Tần Vũ phảng phất như bị một đám mây tử sắc bao quanh. Màn sương tím này hấp thụ tiền địa tinh thần chỉ lực, sau đó mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ nhục gân cốt của hắn. Tinh thần chi lực sau khi đột phá qua cơ nhục gân cốt tự nhiên hấp thụ một phần, đồng thời được tôi luyện. Sau đó, một ít tử vụ mang tinh thần chi lực quay về trong đan điền. Lúc vượt qua dòng suối tinh vân ở trong đan điền, nó bị chiếm đoạt hơn nửa năng lượng. Đám tử vụ ít ỏi này liền tán xuất ra ngoài. Mỗi một vòng tuần hoàn, tinh thần chi lực đều được hấp thụ, tôi luyện gân cốt cơ nhục, khiến cho năng lượng trong tinh vân được gột rửa càng thêm cường đại. Mỗi một vòng tuần hoàn trôi qua, Tần Vũ hoàn toàn chìm đắm trong một thứ cảm giác mỹ diệu. Dần dần, không biết đã qua bao nhiêu lâu, màu sắc của tử sắc vân vụ dần dần nhạt đi, nhưng năng lượng của nó thực tế lại càng tinh thuần thêm. Trong suốt hơn một tháng trời, Tần Vũ chỉ tịnh tâm tu luyện. Hơn một tháng sau, lúc này bên ngoài thân thể Tần Vũ, một đám ngân sắc vân vụ nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện, không ngừng hấp thụ tinh thần chỉ lực. Và khi thân thể đã kinh qua sự tu luyện của tinh thần chỉ lực trong hơn một tháng trời, dĩ nhiên cũng trở nên giống như là một loại bảo thạch kim cương vậy. Bên trong đan điền, một dòng tinh vân hoàn mỹ ở bên trong. Tinh vân này là do từng viên ngân sắc cấu thành. Mỗi một chỗ trên đan điền đều có một vài hạt ngân sắc phân bố. Chúng hấp thụ phần lớn tinh hoa được hình thành bởi tinh thần chỉ lực, sau đó thì trở thành nguồn năng lượng của Tần Vũ. Ở trung tâm tinh vân là một đốm hỏa diễm. Đốm hỏa diễm này có màu sắc nhàn nhạt. Nguyên là khi đang ngồi xếp bằng, Tần Vũ đã khai mở nhãn tình. Hắn liền đình chỉ tu luyện. Ngân sắc năng lượng nhạt màu lập tức xông thẳng vào nội thể. Tinh vân lại chịu ảnh hưởng của lực lượng đan điền như trước đây, chậm chậm biến chuyển hoàn toàn, càng khiến cho năng lượng của tinh vân tăng thêm độ tinh thuần hơn nữa. Đạm thanh sắc hỏa diễm, quả nhiên tu luyện tinh thần biến đạt được tinh thần chân hỏa. Uy lực nếu so bì với tam muội chân hỏa thì là mạnh hơn không ít. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, trong nội thể của hắn, mỗi một tu chân giả đều có một chân hỏa. Ở tu tiên giả thì gọi là tam muội chân hỏa, ở tu ma giả gọi là ma sát chân hỏa, ở tu yêu giả thì lại được gọi là yêu phách chân hỏa. Nhưng tinh thần biến không phải là tu tiên hay tu ma, cũng không phải là tu yêu. Vậy chân hỏa trong nội thể tạm gọi là tinh thần chân hỏa. Tần Vũ chạy đến cửa luyện vụ đại sảnh, đại môn tức thời tự động khai mở. Một đạo hắc sắc tử ảnh giống như giọt mực bay nhẹ nhàng trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tần Vũ, chính là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc suốt hơn một tháng qua luôn thủi thủi một mình, nó vẫn luôn quan tâm đến Tần Vũ. Thân thích duy nhất của nó đã bế quan suốt hơn một tháng, thời khắc thấy hắn đi ra nó mới an tâm. Ca ca, trong mắt của Tiểu Hắc có chút phấn khích. Tần Vũ cười mà nói, Tiểu Hắc, theo ta đi nào. Đi đến đâu vậy? Tiểu Hắc liền nghi hoặc hỏi. Tần Vũ không nói gì, trực tiếp đi sang một hướng khác. Tiểu Hắc cũng theo Tần Vũ. Tần Vũ đi đến Lôi Sơn Cư, vào trong luyện khí phòng ở tầng 1. Cửa luyện khí phòng tự động mở ra. Đại ca, huynh muốn luyện khí à? Tiểu Hắc lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Vũ khẽ cười một tiếng nói, ban đầu khi ta nhặt được thạch trùng diễm xí thiết, phòng bá bá vì tam bộ chân hỏa của người cảnh giới không đủ, chỉ có thể luyện chế thành trung phẩm linh khí. Thực tế thạch trùng diễm xí thiết có thể luyện chế thành thượng phẩm linh khí. Hơn nữa ta cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch ở đây, có thể dung hợp làm một. Ta sẽ đem diễm xí quyền sáo và diễm xí kiếm luyện chế biến đổi lại xem sao. Thượng phẩm tinh thạch sao? Đại ca, huynh có thượng phẩm tinh thạch à? Âm thanh kinh hỉ của Tiểu Hắc vang lên trong đại não của Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó cười nói, thế nào hả? Chẳng lẽ người cũng muốn một ít sao? Ưng đầu của Tiểu Hắc gật gật lìa lịa, linh thức truyền âm nói,
Trong ký ức của đệ cũng có một loại phương pháp lợi dụng yêu phách trần hỏa để mà luyện khí. Tiếc là đệ không có một viên tinh thạch tốt nào. Cực phẩm tinh thạch ở trong trữ tàng thất đó cũng chỉ được nhìn mà không được sờ vào. Đệ cũng không biết đại ca kiếm đâu được thượng phẩm tinh thạch. Được, đệ muốn mấy khối? Tần Vũ trong tâm chấn động. Tinh thạch ở trong môn hoán giới chỉ Tần Vũ hoàn toàn biết rõ. Trong cái không gian giới chỉ này, đại đa số là trung phẩm tinh thạch, cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có vài chục khối. Từng khối tinh thạch đều được so sánh tính toán kỹ càng. Ở trên thạch trùng diễm xí thiết và một khối rất nhỏ. Một khối là đủ rồi. Đại ca, huynh có thể cho đệ tự lựa chọn được không? Đệ cần một khối bé thôi, đủ để ngậm trong mỏ thôi mà. Tiểu Hắc lại giải thích. Tần Vũ đơn thủ phất lên. Ngay lúc đó có một vài chục khối thượng phẩm tinh thạch lập tức xuất hiện trong luyện khí phòng. Tiểu Hắc bây giờ cúi xuống thận trọng nhìn một khối lam sắc tinh thạch, lập tức mừng khôn tả, dùng lăng không nhiếp vật hút lấy, rồi không thể ngờ lại mổ một cái nuốt luôn. Đại ca, huynh ở đây luyện khí, đệ cũng tùy tiện tìm một địa phương luyện khí đây. Tiểu Hắc cười cười truyền âm mà nói. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó hắn chọn ra hai khối thượng phẩm tinh thạch, một khối tinh thạch màu hoàng kim cùng với một khối thượng phẩm tinh thạch xanh đen màu đất. Diễm Sĩ Quyền Sáo và Diễm Sĩ Kiếm nguyên bản một lần kinh qua tinh thần trần hỏa luyện hóa, đại đa số tạp chất sẽ bị luyện hóa, thể tích của nó cũng đương nhiên là trở nên nhỏ hơn. Hơn nữa cũng có thể, thuộc tính của thạch trùng Diễm Sĩ Thiết tịnh không quá tốt, dung hợp với kim thuộc tính và ám thuộc tính của hai khối tinh thạch, độ kiên ngạnh của Diễm Sĩ Quyền Sáo và Diễm Sĩ Kiếm được sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, quang mang cũng nhạt dần đi, thậm chí còn có công năng thuần vệ. Luyện khí phòng, sư tôn đã sớm bố trí nhiều trận pháp ở đây, nên giờ ta luyện khí đơn giản tiện lợi hơn nhiều. Tần Vũ vừa cười, đơn thủ vỡ búng một cái, Diễm Sĩ Kiếm cùng Diễm Sĩ Quyền Sáo lập tức từ thể nội phóng ra bên ngoài, trực tiếp mà bay lên trên cái lò luyện khí bát quái kia. Đồng thời, một đóa hỏa diễm màu xanh nhạt từ thể nội Tần Vũ phi xuất ra ngoài, bay vào trong lò bát quái. Tức thì, lửa trong lò bát quái bừng cháy lên. Thiền môn bát quái chính. Tần Vũ đơn thủ xuất phát vài đạo ngân sắc tinh thần chỉ lực mê ảo, bắn thẳng vào trong mấy cái lỗ nhỏ trên lò bát quái. Tức thì lò bát quái sáng rực lên, xạ xuất ra ngoài từng đạo quang mang, hình thành nên bùa chữ triện huyền ảo. Nhưng sức nóng của hỏa nhãn màu xanh nhạt đột nhiên tăng vọt. Tần Vũ cười cười, tinh thần chân hỏa của hai bên thông qua trận pháp khống chế có thể biến tinh thần chân hỏa thành thái dương chân hỏa và thái âm chân hỏa. Vù, vù. Lúc đó tinh thần trần hỏa ở trong trạng thái của thái dương trần hỏa, Diễm Sĩ Kiếm và Diễm Sĩ Quyền Sáo cả hai đều bị dung hóa hoàn toàn, đồng thời tạp chất cũng liên tục bị thiêu đốt sạch sẽ, thể tích tự nhiên nhỏ hơn trước rất nhiều. Tần Vũ đơn thủ búng một cái, hai khối thượng phẩm tinh thạch cũng phi nhập vào trong thái dương trần hỏa, lại tiếp tục dung hóa hai khối thượng phẩm tinh thạch, thiêu sạch tạp chất ở trong đó, thể tích của hai khối tinh thạch bị thu nhỏ lại đến 4-5 lần. Tần Vũ bây giờ nhớ lại phép luyện khí tối giản đơn của chàng thuật tinh thần biến. Thái dương trần hỏa dung hợp với tạp chất, thái âm trần hỏa tạo thành hình. Hơn nữa trong phương pháp tối giản đơn giản này thực sự là khiến cho Tần Vũ tay chân luống cuống. Khó nhất và cũng chủ yếu nhất chính là khống chế lửa. Địa môn bắt quái, nghịch. Vài đạo đạm ngần sắc tinh thần chỉ lực vừa bắn vào mấy cái lỗ trên lò bắt quái. Đạo quang mang đã xuất ra từ lò bắt quái cũng biến đổi. Không giống như lúc trước, nhiệt độ của tinh thần trên hỏa trong nháy mắt phảng phất lại hạ xuống. Lửa ở bên ngoài cũng có sắc bằng lãnh nhàn nhạt. Trải qua một thời gian dài chế luyện, Diễm Sĩ Quyền Sáo và Diễm Sĩ Kiếm cuối cùng cũng trở lại thành hình. Tần Vũ liền khắc hai trận pháp ở trên Diễm Sĩ Quyền Sáo và Diễm Sĩ Kiếm. Một loại là công kích trận pháp, một loại là phòng ngự trận pháp. Hai loại trận pháp này Tần Vũ đã từng đọc ở trong một bí tịch ở thư phòng. Ta đối với trận pháp nghiên cứu quá nông cạn, chưa theo cuốn bí tịch đó mà nói, sự lợi hại của cao thủ có lẽ là ở chính trận pháp công kích được khắc trên lưỡi phi kiếm, hình thành nên tuần hoàn, uy lực cực kỳ lớn. Tần Vũ trong tâm thầm nói, nếu như suy nghĩ trong lòng Tần Vũ bị Phong Ngọc Tử biết được, kể ra Phong Ngọc Tử cũng phải lấy làm hổ thẹn. Tần Vũ mắt nhìn tu chân bí tịch, chính là tu chân bí tịch lúc trước lôi vệ đùa bỡn tại tu chân giới mà tìm được. Hai loại trận pháp được Tần Vũ khắc lên là loại cực kỳ huyền ảo, vốn là không truyền cho ngoại nhân.
Lục Trương Phong Ngọc Tử luyện khí giống như Tần Vũ bây giờ, cũng chỉ giản đơn bố trí một trận pháp vô cùng thô sơ giản lược mà thôi. Diễm Sĩ Quyền Giáo và Diễm Sĩ Kiếm bay đến trước mặt Tần Vũ. Lúc đó cả Diễm Sĩ Quyền Giáo và Diễm Sĩ Kiếm đều có màu ánh kim, đồng thời cũng biến thành thượng phẩm linh khí. Diễm Sĩ Kiếm so với một phi kiếm không nhỏ hơn là mấy, đã có thể trở thành đoạn kiếm công kích mà cũng có thể trở thành phi kiếm công kích, quả thực là vô cùng xảo diệu. Tháng 7 cuối cùng cũng đã qua, ngày mai là ngày Tần gia quyết định cử binh ở trong một quân doanh lần cận Hắc Thủy Sơn Mạch. Lúc đó tứ đại tướng quân cùng Tần Đức, Tần Chính đều tụ tập ở một chỗ. Tần Đức, Tần Chính, hai người mặc cẩm y, Tần Phong, Khương Đào, Phục Bính, Phản Vũ, tứ đại tướng quân mặc chiến bào. Các vị, Tần gia ta đã chuẩn bị hàng trăm năm, chỉ là chờ cuộc bạo phát ngày mai. Trận đầu tiên là trừ vị xuất động, Tây Vực Tứ Quận, Lôi Huyết Quận nhất định phải một trận mà giành được. Tần Đức trừng mắt nhìn tứ đại tướng quân trước mặt sảng sảng nói. Phản Vũ tướng quân là nữ lưu duy nhất ở trong số tứ đại tướng quân, nàng cũng có thân phận khác, tổng thủ lĩnh sơn tặc Hắc Thủy Sơn Mạch. Vương gia an tâm, Hắc Thủy Sơn Mạch tích tụ vài trăm năm là để chờ ngày này. 30 vạn đại quân chỉ có chờ một lệnh ban xuống là có thể trực tiếp công hãm Lôi Huyết Quận. Phan Vũ kiên định nói, Hắc Thủy Sơn Mạch qua mấy trăm năm đúng là để chờ đợi một ngày này. Tuyên truyền ra ngoài là 20 vạn sơn tặc, thực chất là 30 vạn. Phan Vũ tướng quân không cần nóng vội, trận chiến này nhất định đã đánh là phải thắng. Vì vậy ta để cho 3 vị tướng quân cùng nhau tiến quân. 30 vạn quân chính quy Tần gia cộng thêm 30 vạn Hắc Thủy đại quân, tổng cộng là 60 vạn, nhất định phải như hồng thủy vỡ đê tràn tới, một trận là thắng. Tần Đức quang mang trong mắt lóe sáng. Tần Phong nói, phụ vương cứ an tâm, quân đồn trú ở Lôi Huyết Quận bất quá được 20 vạn, và lại còn phân bố ở các thành thị, muốn công phá thật là dễ dàng. Chúng ta chủ yếu cần đề phòng Nam Vực Tam Quận Mộc Gia, Lôi Huyết Quận có thể nương tựa vào Mộc Gia. Tần Phong tướng quân, chúng ta có 60 vạn đại quân, Nam Vực Tam Quận này tổng cộng cũng chỉ có 60 vạn đại quân, hơn nữa cũng cần phải trú thủ ở 3 quận, thế nhưng không thể uy hiếp được chúng ta. Khương Đào tướng quân liền cười mà giải thích. Tần Chính ở một bên cũng cười mà nói, các vị tướng quân, an bài hiện tại của phụ vương cũng bao gồm cả việc chấn nhiếp ý tứ của Nam Vực Tam Quận và Tây Vực Tứ Quận. Có 60 vạn đại quân, lượng phương thế lực bọn chúng nếu muốn công hạ cũng có thể nói là sẽ vô cùng gian nan đấy. Tốt, trận đầu tiên phải làm phiền các vị rồi. Tần Đức cười ha hả mà nói, bốn vị tướng quân cũng đã thập phần tin tưởng, sau đó không phân biệt địa vị cao thấp trong quân đội tùy ý đàm luận. Ồ, Tần Phong tướng quân tựa hồ như đã đạt đến tiền thiền hậu kỳ. Tần Phong tướng quân năm nay xem ra chưa đến 28 tuổi nhỉ? Khương Đào tướng quân nhãn tình phát sáng kinh ngạc hỏi. Tần Phong mỉm cười mà khẽ gật đầu. Tần Phong tướng quân quả nhiên vô cùng lợi hại, chưa đến 28 tuổi đã đạt đến tiền thiền hậu kỳ. Trong đám thanh niên thời nay tại Tiềm Long Đại Độc, tính ra Tần Phong tướng quân là người đứng đầu rồi. Phục Bính cũng mỉm cười nói. Phản Vũ ở bên cạnh hai mắt cũng sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Là người đứng đầu sao? Tần Phong lắc đầu cười khổ. Tần Đức và Tần Chính cùng thở dài một hơi. Tần Chính quay về phía mấy vị tướng quân kia mà nói, Lục Trương tam đệ ta mới tròn 18 tuổi đã có thể tu luyện ngoại công đến tiền tiền cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến tiền tiền đại viên mãn cảnh giới, thậm chí đám người Tây Sở bá vương trong lịch sử cũng còn thua xa đấy. Tần Chính lúc đó thực sự trong lòng rất phiền muộn và đau khổ. Tam đệ của hắn kỳ tài ngút trời, làm sao có thể chết trẻ như vậy được, thậm chí thanh danh cũng không được lan truyền rộng rãi. Ngoại công sao, tiền tiền đại viên mãn cảnh giới ư, 18 tuổi hả? Mấy vị tướng quân kia trợn mắt há mồm xí ngốc. Từ xưa đến nay, tại Tiềm Long Đại Lục chưa từng có người nào tu luyện ngoại công đạt đến tiền tiền cảnh giới. Hiện tại bọn họ nghe nói một thanh niên 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới ấy, tự nhiên là khó lòng tin tưởng được. Tam điện hạ, người ở đâu? Phản Vũ hiếu kỳ hỏi ngay. Vì cứu bổn vương, Vũ Nhi hạ sát 5 cao thủ tiền tiền đại viên mãn, sau đó cùng thượng tiền ngũ hành của hạng gia đã đồng quy tử tận rồi. Tần Đức vừa nói xong, mấy vị tướng quân liền hít một hơi lãnh khí, đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể nói được một lời nào. Trong hồng hoang lúc bấy giờ, Tiểu Hắc chuẩn bị đi, chúng ta cùng lên ngựa trở về. Tần Vũ đứng bên ngoài căn nhà của Lôi Sơn, hướng về phía Tiểu Hắc kêu to một tiếng, sau đó lại hạ giọng, rầm rầm tự nói với bản thân. 7 tháng rồi, không biết phụ vương quả mọi người ra sao rồi,
kể ra bọn họ cũng chưa biết ta vẫn còn sống. Nghĩ như vậy, Tần Vũ càng nóng lòng muốn về nhà nhanh hơn một chút. Câu chuyện hãy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.